Vâng, xin được kính chào quý anh chị. Ngọc Tuấn hôm nay có chiếc Kia K3. Chiếc này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nhé. Được sản xuất năm 2014. Nhưng mà em lưu ý, đời này nó sẽ có hai bản nhé, bản 1.6 và bản 2.0. Và bản 2.0 này sẽ đắt tiền hơn một chút. Chiếc xe này của em đi đúng 6 vạn km nhé. Đấy, quay một phát tổng quan luôn để anh chị cùng xem. Nếu anh chị em nào tinh mắt sẽ nhìn rồi, em không thuyết trình cho chiếc xe này nữa. Đây, ngay cả cái cụm đèn này, từ những cái ni lông mà nhà sản xuất đánh niêm yết cho cái mã vạch hoặc là cho sản phẩm, cái đèn vẫn còn nguyên này. Đời này cũng đã có giải đèn LED ban ngày nhé, cụm đèn pha tự động bật tắt. Từ những cái la răng này, còn rất mới nhé, chỉ vài những cái xước xước bé bé thôi. Chiếc này của em là biển số tỉnh, đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Chủ xe đã bọc thêm cái ốp tay cửa chống xước. Kia K3 nhập khẩu từ Hàn Quốc bản 2.0 nhé quý anh chị nhé. Bản này cũng đã có camera lùi, cảm biến lùi. Đồ nghề. Đẹp chưa? Ngay từ cả những cái phần dưới ba bô lê này, cái sơn, cái phần sơn sần của nhà sản xuất vẫn còn nguyên nhé. Với một chiếc xe 2014 như này em nghĩ là cũng là khá lắm rồi. Cái bản 2.0 này nó rất lắm option nhé. Ghế lái chỉnh điện này, 10 hướng mà có nhớ hai vị trí ghế nhé. Đây, nhớ hai vị trí ghế luôn này. Gương bên ngoài là gập điện auto, đã có hệ thống cân bằng điện tử này. Đấy, điều chỉnh góc chiếu của đèn pha. Cửa sổ nóc này, màn hình camera lùi, điều hòa tự động, ga tự động cruise control này, ga tự động, đề start off. Đây, từ những cái trần còn rất là sạch sẽ và mới. Quay phần động cơ nhé. Nói chung là em chỉ đánh giá nhiều về chất lượng thôi. Option thì với những chiếc xe của cái đời, những cái đời này, những chiếc xe này Hàn Quốc, người ta đã trang bị rất nhiều option rồi. Đây, ốc nắp cabo vẫn còn nguyên bản nhé. Ốc chân máy này không có một vết cờ lê nhé. Nói chung là máy sạch đẹp, nguyên bản. Và chiếc Kia K3 bản 2.0 được nhập khẩu nguyên chiếc này, chúng em chào bán với giá là 465 triệu nhé, 465 triệu. Chiếc xe này em báo là giá chuẩn thôi, mà chỉ bớt lọc một tí xíu thôi. Anh chị nó thực sự quan tâm thì hãy gọi điện cho em. Cửa hàng em ở 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Quý anh chị nào quan tâm thì gọi điện số line hoặc đến trực tiếp cửa hàng để em xem xe. Bên em vẫn hỗ trợ bán trả góp cho chiếc xe này lên đến 60% giá trị xe. Có nghĩa là anh chị em cũng bỏ ra đấy khoảng tầm loanh quanh đấy, khoảng tầm 200 triệu sở hữu chiếc xe này rồi. Đã, xin cảm ơn và chúc anh chị một ngày mới sức khỏe dồi dào, thường lộ bình an.